chiếc xe tăng này rất là xịn sò các bạn nha. Đấy. Ui, em làm gì đấy? Ui, biến hình thành robo luôn này các bạn này. À, đây là cái mặt robo đấy các bạn ơi. À, đây này. Wow. Ồ, đây là chiếc xe gì đây? Wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu thương các bạn ạ. Ambulance. Wow, mở cửa luôn này. Xịn xó chưa? À, ơi, ở đây có cái gì này các bạn ơi? Wow, 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 wow. Ui. Cái gì đây nhỉ? Ui, chà chà các bạn ơi. À, xe ben bắt đầu đi nào các bạn ơi. Bùm. Ui, các bạn ơi, chiếc xe ben của mình đã đâm phải một đống cây này. Ui, không biết trong cái đống cây này có cái gì không nhỉ các bạn ơi. Ui dồi, bị mắc kẹt rồi các bạn ơi. Và mình sẽ lùi lấy đà nhá. Nào, 2, 3 nào. Ui, xe ben mắc kẹt rồi các bạn ơi. Ồ, chiếc xe ben của mình đã mắc kẹt ở trong cái búi này nhá. Mình sẽ cứu hộ em ra nhá. Ai, đúng rồi các bạn ơi. Ơ, ở đây có một chiếc xe gì này các bạn ơi. Ồ, trong cái lùm cây này nhá. Nãy chiếc xe ben mình đâm phải, nhặt được một chiếc xe cảnh sát luôn các bạn ạ. Wow, chiếc xe cảnh sát rất là to nhá. Ai, mở cửa luôn này các bạn này. Xe này rất là xịn sò nhá. Đấy. Wow, bên này cũng mở cửa này. Đấy. Wow, trong này là khoang để hành lý này. Đó, em này rất xịn sò luôn. Mở cửa được không? Ai, mở luôn nha các bạn này. Ui, em này rơi cả cửa luôn này. Ai, em này xịn sò nỗi rơi cửa luôn. À, mình sẽ lắp lại cho em ấy nhá. Ai, cho vào đây này các bạn này. Đấy, đóng lại này. Ok. Wow, mình đã sửa chữa được một chiếc xe cảnh sát rồi các bạn nhá. À, ok. Police car. Ô, ở bên này có một chiếc rổ luôn các bạn ạ. Đây là một chiếc chậu nhá. Mình sẽ cho chiếc xe của mình vào trong chậu nhá. Đấy. Đây nữa này, chiếc xe của mình bị ngã này. Ấy chà. Wow, lốp quay tít luôn các bạn ơi. Đấy. Mình sẽ cho vào đây nhá. Đấy. Đây nữa này, chiếc xe gì đây? Úi xôi. Em này đi nhanh lắm các bạn ạ. Đây là một em Monster Truck các bạn nhá. Đấy. Một em Monster Truck biển số 22 các bạn này. Đấy, Red 56. Wow. Rất là xịn nhá. Đằng sau của em mới có một cái lốp sơ cua này. Đấy. Trên đầu thì có ba chiếc đèn này các bạn này. Rất xịn xò luôn. Ok, let's go. À các bạn ơi, cùng mình đi vào trong khu vườn này nhá. Xem là trong khu vườn này có gì không. Nãy mình nhặt được mấy cái xe trong cái lùm cây này này. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này còn gì nữa không nào. À, các bạn nhìn hộ mình đi, xem có thấy không nhá. Ồ, ở đây mình thấy có cái đống lùm cây gì thế này các bạn này. À, hình như có cái gì ở trong này này các bạn này. Ấy, ấy. Úi chà. Ấy, các bạn ơi, mình tìm thấy một chiếc xe nữa này. À, đây là một chiếc xe cứu hỏa này các bạn này. À, đây là cái súng bắn nước của em ấy đấy các bạn ạ. Wow, ở trên này là hai cái kèn này, ba cái kèn luôn. Có hai cái đèn xanh đỏ nhá. Đấy, bao giờ đi cứu hỏa thì em ấy sẽ bật còi bật đèn lên nhá. À, còn đây là bậc thang này các bạn này. Chú lính cứu hỏa sẽ trèo đây, bậc đi lên dòng súng bắn nước bắn chiu cứu hỏa nào các bạn ơi. Đấy, một em xe cứu hỏa nhá. Ok. Ê, mình thấy có cái gì trong này nữa này các bạn này. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Wow, một chiếc xe rất là to các bạn ơi. Ui chà chà các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy nha. À, một em mô tô đua. Em ấy đang đội mũ bảo hiểm ở trên đầu này các bạn này. Rất là xịn xò luôn. Đấy. Wow, còn đây là cái lốp xe này. Lốp xe cũng rất là to. Đây là ống xả. Em này có hai ống xả các bạn nhá. Ui, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy. Nhìn nhìn bốc đầu nào. Píp, lộn luôn. Đấy, cho vào đây nhá. Ok. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem trong khu vườn này có còn gì nữa không nhá. La 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 la. Các bạn nhìn hộ mình đi, xem có thấy không nào. Ai. Ui, bên này có một cái lùm cây rất là to, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cùng mình đi vào cái lùm cây này nhá. Xem cái lùm cây này có cái gì không nhá các bạn ơi. Ai, chà chà. Ê, cái gì đây nhỉ? Ui các bạn ơi, mình đã thấy có một chiếc xe này. Wow, một chiếc xe rất là to luôn các bạn ơi. Ai chà chà. Wow các bạn ơi. Ai. Ui, đây là một chiếc xe tải chở xăng dầu đấy các bạn ạ. À, đây này. Đấy, em có thể đi được nhá. Ê, em này ai vứt em ở đây đấy các bạn ạ. Vứt rất lâu rồi nhá.
đầy bùn đất bám này các bạn này. Đấy, rất là bẩn nhá. Tí về mình rửa ráy sạch sẽ cho em ý nhá. Tắm rửa cho em ý. Đổ dầu vào đây này. Đổ dầu vào đây này. Đổ dầu vào đây này. Đấy. Để em đi chở dầu các bạn ạ. À, wow. Cho vào đây. Ui trời ơi các bạn ơi. Gần đây một chiếc chậu của mình rồi nhá. À, xem còn không nào. Ui bên này này các bạn ơi. Wow. Bên này có một chiếc xe nữa này. Ồ đây là chiếc xe gì đây? Wow các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu thương các bạn ạ. Ambulance. Wow, mở cửa luôn này. Xịn xó chưa? Trong này có cả vô lăng lái xe các bạn nhìn thấy không? Đấy, vô lăng lái xe cần số nhá. Ê, mặt táp lô nhìn như thật luôn. Đấy, đóng cửa nhá. Một chiếc xe cứu thương màu trắng. Cửa mở ngang. Ui trời, rất xịn xó luôn. Ui chà chà. Ây, đằng sau này mở cửa này. Ui, kéo được cái này luôn này. Ây chà chà. À, đây là cái cáng của bệnh nhân này. Cho cáng vào trong nhá. Đấy. Đóng cửa vào. À chà, em này rất xịn xò luôn. Một em xe cứu thương ambulance. À có mấy cái nút bấm ở đây này các bạn này. À để bấm có nhạc này. Bao giờ đi cấp cứu sẽ bấm nút đỏ. Đấy. Cho vào đây nhá các bạn này. Nào cùng mình đi tìm tiếp nào. Xem trong khu vườn này có còn gì nữa không nhá. À, la 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 la. Các bạn nhìn hộ mình đi. À, ê, ở đây có một cái lùm cây này các bạn này. Cái lùm cây này cũng rất là to nhá. Mình đang nghi ngờ là ở đây có cái gì đấy. Nào cùng mình tìm ở trong này nhá các bạn này. Xem nào. Ui chà. Ê. Wow, mình vừa tìm đã thấy rồi các bạn ơi. Ui, một chiếc xe tăng. À, đây là một chiếc xe tăng quân đội đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe tăng này rất là xịn sò các bạn nhá. Đấy. Ui, em làm gì đấy. Ui, biến hình thành robo luôn này các bạn này. À, đây là cái mặt robo đấy các bạn ơi. À, đây này. Wow. Ui, biến hình lại thành xe tăng. Biến hình thành robo. Ôi cha cha. Đây là xe tăng biến hình robo nha các bạn nhé. Rất xịn xó luôn. Ôi, wow. Mình sẽ cho em xe tăng bắn thử xem nào. Pùm chiu, pùm chiu, pùm chiu. Ôi, một chiếc xe tăng quân đội các bạn nhé. Cho vào đây. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem trong cái khu vườn này có còn cái gì nữa không nhá. Nào let's go các bạn ơi. Tăng 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 tăng. Nào. À, cái lùm cây này có cái gì này. Lấp ló ở đây nhá. Hey, mình sẽ tìm cho các bạn xem. À, đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Xem nào, các bạn nhìn xem nào. Ôi chà, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái gì này các bạn ơi? Ui chà chà, rất nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Có cả cái gì đây? À các bạn ơi, mình nhặt được một em siêu nhân. À, em siêu nhân này là siêu nhân gì đấy các bạn ơi? Mình nhìn thấy lạ quá. Mình cũng không biết em này là em gì luôn. Các bạn có biết em này là em gì không thì sẽ comment nói cho mình biết nhé. À, một em siêu nhân này. Còn đây là chiếc xe gì đây? À các bạn ơi, đây là một em máy xúc excavator. Wow, excavator. Em này rất là xịn nhá. Đấy, có cái máy xúc rất là tí hon, rất là điệu nhá. Đấy, máy vỏ thì màu hồng này, cần màu xanh này. Đấy, bánh xích màu đen này, có cả pha cả màu vàng này. Bác lái máy xúc cũng mặc quần áo đội mũ màu vàng nhá. Ôi em rất là cute luôn đấy các bạn ạ. He he, xin chào các bạn nha. Nào cùng mình đi tìm đồ chơi tiếp đi các bạn ơi. Xem là còn nữa không nhá. Khu vườn này rất là rộng. Có cây hoa rất là đẹp này các bạn này. À, đi tìm xem nào. Xem trong khu vườn này có còn gì nữa không nhá. Các bạn nhìn hộ mình đi. La 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 la. Các bạn nhìn hộ mình xem có thấy cái gì nữa không nhá. À, ê, ở đây có cái gì này các bạn ơi. Wow 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 wow. Ui, cái gì đây nhỉ? Ui chà chà các bạn ơi, một kho báu đồ chơi luôn các bạn ạ. Ui rất nhiều luôn nhá. À, mình nhặt được một chiếc xe mô tô các bạn ơi. Ôi, cái chú này chú đội mũ bảo hiểm nhìn xịn sò thế nhỉ. À, đeo cả đeo ba lô luôn, rất xịn sò nhá. Ôi, wow, một em xe mô tô. À, đây là cái gì đây? Ui các bạn ơi, lại một chiếc xe tăng nữa này. Hôm nay mình nhặt được rất nhiều xe tăng nhá. À, xe tăng này có hai quả pháo ở trên đầu này. Và cái nòng pháo màu đỏ rất là to này. Chú lính xe tăng sẽ ngồi ở trong cái này nhá. Đấy, cái này màu trắng thì chú lính sẽ nhìn được ra ngoài bắn súng. Pam chiu, pam chiu, pam chiu, pam chiu. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi, chiếc xe tăng này. Super tăng. Đấy. À, đây là chiếc xe gì đây? À, các bạn ơi,
Đây là một chiếc xe buýt nhá. Rồi, đây là một chiếc xe buýt rất là nhiều chỗ ngồi này. Em này là xe buýt 50 chỗ ngồi luôn các bạn nhá. Đấy. Wow, bác lái xe ngồi đây này. Đấy, có cần số, các bạn nhìn thấy cần số bé bé không? Đấy, còn hành khách sẽ ngồi ở đây nhá. À, ok, mình sẽ cho vào đây. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình nhặt được rất rất là nhiều đồ chơi này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, một kho báu đồ chơi của mình luôn nhá các bạn nhá. Bye bye.